chào tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang về được mẫu, đó là mẫu đẩy cao cấp của dòng MV Pro. Đây là một trong những cái mẫu đẩy mà đang được anh chị em quan tâm rất là nhiều vì cái dòng súp của nó quá chất lượng rồi. Hôm nay thì em sẽ đập hộp một con ra trước. Em chỉ về được 10 con thôi. Đó là MV Pro Professional. Con này thì có công suất đó là 800W một kênh. Đấy, cho tất cả mọi người, đầu tiên thì MV Pro muốn đánh vào phân khúc gia đình trước. Em sau xuống đây và đập hộp con này ra. Như các bác nhìn ngoài tem mác rất là đầy đủ đúng không ạ? Rất là kỹ lưỡng. Một trong những con đẩy chính hãng. Đấy. Thương hiệu của Đức nhưng mà được nhập khẩu tại Đài Loan. Đấy. Nhìn cái vỏ hộp và túi bóng của nó. Ok. Đây là một dòng đẩy thì em rất là hứa hẹn là sau này em sẽ cung cấp cho tất cả mọi người rất là nhiều. Đấy, cung cấp cho mọi người rất là tất cả nhiều, bởi vì con này đầy đủ những cái tính năng, ví dụ như là có thông báo nhiệt độ, có thông báo mọi thứ ở trên màn hình, nên là em thấy rất là ưng ý đối với con đẩy này. Mua đen của con đẩy này thì các bạn có thể đi cùng em để theo dõi. Chúng ta sẽ đi qua một chút về xem về cái hình thức của con đẩy này. Tại sao đây là một trong những dòng đẩy này các bác nên chơi cho gia đình? Tốt nhất ở thời điểm hiện tại của bên em đó là hãng của MV Pro có mô đen là G8000 Pro. Thì con này thì như em sẽ bật lên và khởi động lên, các bạn nhìn có thể xem ở đây. Rất là chi tiết và cụ thể đúng không ạ? Được thiết kế đó là hai lưới tỏa nhiệt ở bên ngoài, nói chung là tỏa hết nhiệt ra ở đây. Được thiết kế rất là nhìn trông rất là khỏe khoắn. Và thứ hai đó là cái ở giữa này thì nó sẽ được làm đó là một cái mặt kính. Giữa mặt kính và có một màn hiển thị đây. Màn hiển thị đây có tác dụng gì? Thứ nhất là đó là đo nhiệt độ của hai kênh TATV, là đo nhiệt độ của hai kênh CH1 và CH2. Thứ hai đó là sẽ là volume. Đấy, tăng volume lên. Đấy, thì nó sẽ hiện ở đây rất là chi tiết và cụ thể đúng không ạ? Thì tất cả mọi người có thể sử dụng con này cực kỳ an toàn và được đảm bảo. Đấy, và các bạn yên tâm là đối với dòng đẩy hai kênh 800W một kênh này thì con G8000 Pro này sẽ đáp ứng cho tất cả mọi người nhu cầu tốt nhất. Và con này vì là hàng chính hãng nên được bảo hành 2 năm. Đấy, được bảo hành 2 năm và con này cũng đang có giá cực kỳ tốt ở trên thị trường, sản phẩm chính hãng, nên các bạn lưu ý. Các bạn chơi súp của MV Pro thì đã biết rồi, thì những cái dòng súp của MV Pro thì người ta thường hay tập trung vào chế độ bảo hành và chất lượng là nhiều, nên là các bạn mua súp này thì có thể yên tâm khi mà sử dụng súp. Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành tháo con này ra để xem cái nội thất bên trong của nó, xem có cái gì đặc biệt không để cho tất cả mọi người cùng xem. Đối với bên em thì kể cả hàng chính hãng hay hàng loại nào đi nữa thì bên em đều tháo ra để cho tất cả mọi người cùng xem hết linh kiện, phụ kiện bên trong để có thể ưng ý hay không thì mua hay không, thì đấy là do mình tham khảo và cảm nhận đúng không ạ? Cứ phải xem hết toàn bộ đã, bởi vì bỏ ra số tiền lớn thì cũng phải được xem ở bên trong như thế nào đúng không ạ? Em vừa cho các bác cùng tháo toàn bộ nội thất của con này ra và các bạn cùng đi cùng em để xem cái nội thất của con này như thế nào nhá. Nếu mà các bạn thấy con này nó có hình thức như thế nào thì hãy để lại phía comment phía bên dưới xem cái hình thức của nó có đẹp hay không nhá. Và bây giờ em sẽ tiến hành cho các bác cùng xem qua về cái nội thất của con này. Trước tiên đó là phần đầu máy bên trong. Đấy. Trước tiên về phần đầu máy bên trong thì đều ở đây thì tất cả cái như là linh kiện này thì sẽ được designed làm theo công nghệ của Mỹ. Đấy, designed năm 2021 này. Đấy chưa? Đều được làm theo linh kiện đây, bởi vì thường là linh kiện ở đây thì sẽ được nhập ở các nước. Đấy, thì sẽ làm được theo công nghệ của Mỹ. Và con này thì rất là nhìn trông cái tỏa nhiệt, nếu mà các bạn nhìn sắc rất là sắc nét, nhìn tỏa nhiệt. Và đặc biệt hơn con này thì sẽ là điện trở suất của nó là màu nâu. Chắc chắn nó sẽ là hàng tốt hơn rồi. Con này sẽ chạy đồng sò đây. NGV kép các bạn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, 32 sò. Tổng cộng 32 sò và 4 tụ to. Đấy, tụ to. Con này có tụ rất là to luôn. Con nguồn này bình thường thôi. Con này rơi vào tầm 15 16 ấy. Đấy, nhưng mà con này em đảm bảo cho tất cả các bác đó là khi mà các bác về nhà chơi con này thì cực kỳ bền và cực kỳ an toàn. Đấy, đảm bảo cho bộ âm thanh và chất âm ra rất là ok. Và em sẽ bắt đầu tiến hành test thử chất âm của con này MV Pro này G8000 này. Đây là một trong những sản phẩm MV Pro rất là trọng tâm đến để đánh vào người tiêu dùng và cho gia đình để có thể quảng bá thương hiệu lên tất cả mọi người cùng chơi con này rất là ok nha. Và bắt đầu em sẽ tiến hành test chất âm của con này. Hiện tại em đang thử đó là chất đẩy FM Pro G8000 Pro với con Lake M20 Plus phòng đô la 13. Các bạn cùng tham khảo chất âm.
các bạn vừa nghe và đeo tai nghe vào có thể cảm nhận qua về cái chất âm con này. Thì con này thì có thể là cho ra được chất âm rất là sáng và trong. Đó là một cái ưu điểm của con FM Pro này. Và đặc biệt hơn thì con này dùng rất là được đảm bảo như chất lượng nhá. Em khuyến cáo và nhắc lại tất cả cho tất cả các bác cùng nghe, đó là con này dùng rất là bền bỉ và chất lượng các bác nhá. Và con này sẽ để em sẽ để giá trên thanh tiêu đề cho tất cả mọi người cùng xem. Và đang có giá chương trình rất là ưu đãi đối với sản phẩm Emiro. Hãy liên hệ trực tiếp với Lâm Huy Audio để có thể được tư vấn cụ thể về cái sản phẩm này nha. Và em cũng xin chào toàn thể mọi người. Hẹn gặp lại các mọi người ở những cái video tiếp theo nha.